Xin chào các bạn, sau đây tôi giới thiệu cho bạn lời một sản phẩm đàm ly chính hãng online. Đầu tiên trên tôi xin giới thiệu một trên Lazada. Tôi nhìn thấy có khuyến mại Momo 30k áp dụng cho đơn hàng 250.000 trên toàn sàn Momo này, trên toàn sàn Lazada này có mã này này. Các bạn thanh toán qua cùng thanh toán Momo nhé. Thương hiệu đào này tôi đã chọn sản phẩm chính hãng nhé, Lazada mèo chính hãng của công ty thì nên các bạn có thể yên tâm mua sắm nhé. Các bạn cứ chọn sản phẩm nào có nhiều đánh giá này, 138 sao, toàn 5 sao này, nên chừng toàn 5 sao là các anh chị cứ yên tâm mua sắm nhé. Còn những đánh giá 6 của cái hàng chính hãng nói chung tuyệt vời, không phải nói gì. Người thứ hai các bạn có thể mua là trên Shopee, tôi cũng chỉ Shopee đây, tôi sẽ chưa lắp bán trên Nhật nhưng mà tôi chọn từ khóa thì thấy nó cũng bán được trên 40.000 sản phẩm này đấy, 40.000 sản phẩm này, 9,6.000 đợt mua này, 40.000 đợt đấy, nên chung trên đấy là quảng cáo tài trợ, người ta quảng cáo mà vẫn bán chạy đấy. Này mẹ sản phẩm này 12.000 được bán ở thành phố Hồ Chí Minh này. Còn sản phẩm các bạn cứ chọn giá nào bán chạy rồi các bạn đặt nhé. Nói chung tôi thấy giá cả cũng hợp lý. Bây giờ nói chung bạn nó tiện không đi làm thì có thể đặt online. Nếu thứ ba các bạn có thể mua là Tiki. Tiki thì sẵn có một cái mà cho bán trên 1.000 lượt mua, các bạn có thể mua 1.84 hoặc 1.6.000 hoặc 130.000 này đấy. Đây thì dễ hiểu hoàn tiền. Tiki thì cũng tướng hơi nổi tiếng Việt Nam, có kiểm soát mua bán rất chặt nên anh chị yên tâm mua nhé, và phản hồi khách hàng tốt hơn các shop khác. Nói chung tôi thấy như thế, phản chăm sóc khách hàng tốt hơn các sàn khác, nói chung vì khách hàng nhiều hơn. Nơi thứ tư các bạn có thể mua trên trên đồ. Trên đồ thì cũng thành phố Hồ Chí Minh bán chạy. Sản phẩm này bán trên 1.300 đặt mua. Trên đồ nói chung nó thì nó chậm hơn trên các sàn khác nhưng mà các bạn ông mua thương hiệu Việt thì có thể sàn Việt thì có thể mua trên đồ. Giá nó cũng rơi, nó cũng sàn sàn từ đường nhầm. Các bạn xem dùng tí rồi mua. Và bạn nào mua sắm online cần mã giảm giá thì các bạn vào truy cập vào trang web vuongphong.com, rồi các bạn truy cập vào trang web chỉ cái vào chữ mã giảm giá online này, đấy sẽ ra mã giảm giá. Trang này trang tổng hợp mã giảm giá, đầu tiên tôi tổng hợp mã giảm giá tay trên Shopee đấy, các anh chị trên Shopee đây, đây còn những cái có mã này 18 giờ hôm nay đấy. Đây là mà đây, hoặc là lấy mã đấy cũng được, mà cho từng ngành hàng này vào cho dịch vụ này, một giá 150k cho đồ chơi này đấy. Nhưng mà cũng phải có điều kiện này, các anh chị cái vào copy mã sẽ đến link. Một trong thứ hai là mã giảm giá Tiki này, giảm 5% đến ngày 31 tháng 8 này, ngành hàng khác là các bạn có copy vào là ok nhé, copy vào là chuyển link đến danh mục của Tiki luôn, sức khỏe làm đẹp này giảm 5% này, lên má giảm giá IE4 IE4 cũng như má giảm giá phết đấy, các anh chị có thể kích vào má giảm giá IE4 này, mua trên IE4 thương hiệu của Hàn Quốc, nói chung cũng tôi thấy cũng ok. Đây là má giảm giá trên đi chung taxi. Còn Lazada và Tiki nó hiện tại nó má tôi chọn đấy mà ấy thì nó sẽ có khuyến mại. Có khuyến mại này, Lazada đang có khuyến mại này. Các anh chị có thể có xem khuyến mại đây, voucher 89 này. Voucher 70 này, giảm 50% cho đơn hàng sức khỏe này tùy sản phẩm nhé. Đến ngày 30 tháng 6 này, đấy, các bạn chọn xem ngày. Voucher
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tôi sẽ để link ở dưới mô tả, bạn nào ấy thì xem ở dưới link mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video.